duy nhất trong lịch sử, vua Quang Trung khiến Trung Quốc phải cắt đất cầu thân. Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Có lẽ trong chúng ta không ai không biết đến cái tên Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông là một nhân vật lịch sử hiếm có, một thiên tướng của dân tộc Việt Nam, cũng là một vị vua hiếm có trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Quang Trung Hoàng đế tên thật là Nguyễn Huệ. Ông sinh năm 1753, mất năm 1792. Ngoài ra, ông còn có danh xưng khác là Bắc Bình Vương. Ông sinh ra tại thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Hoài Nhơn, phủ Quy Nhơn, nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Thân sinh Quang Trung là ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Ông cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ là anh em một nhà. Vì Hồ Phi Phúc theo Nguyễn Hoàng vào Nam Trung Bộ nên đổi thành họ Nguyễn. Lúc nhỏ, Nguyễn Huệ còn có tên là Hồ Thơm. Sau này được thầy giáo Hiến đặt tên cho là Huệ. Vào năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê thành lập nhà Mạc. Nhà Mạc gặp phải sự chống đối của các cựu thần nhà Lê trước đó. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều. Nam Triều đứng đầu là Nguyễn Kim. Một cựu thần nhà Lê đã lấy danh nghĩa phù Lê diệt Mạc để tấn công ra Bắc Triều. Nhà Mạc bị lật đổ phải chạy lên Cao Bằng. Sau chiến tranh Nam Bắc Triều không lâu, Nguyễn Kim chết thì con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Trịnh Kiểm lo sợ hai người con trai của Nguyễn Kim sẽ giành lại quyền lực, nên đã ám sát con trai cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Thấy vậy, con trai thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng đã xin anh rể Trịnh Kiểm cho vào trấn giữ vùng đất Thuận Hóa. Thấy đây là vùng đất hẻo lánh nên Nguyễn Kim đồng ý. Nhưng không ngờ sau khi vào vùng đất Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng không những không chết mà còn gây dựng cơ nghiệp. Ông cho khai hoang, sản xuất, tập hợp lực lượng chống lại Trịnh Kiểm. Năm 1627, cuộc chiến giữa hai dòng họ Trịnh Nguyễn diễn ra ác liệt trên lĩnh vực quân sự, trải qua 7 lần đại chiến bất phân thắng bại. Đến năm 1672 hai bên dừng chiến tranh và lấy sông Danh Quảng Bình làm giới tuyến tự nhiên, chia nước ta thành hai đảng, đảng trong và đảng ngoài. Nước ta rơi vào tình trạng bị chia cắt tạm thời. Từ đó đến cuối thế kỷ 18, Việt Nam trải qua những cuộc nội chiến giữa Lê Trịnh và họ Mạc ở Cao Bằng, Lê Trịnh và họ Nguyễn ở phía Nam vĩ tuyến 18, họ Nguyễn ở Phú Xuân và quân Tây Sơn. Không bao lâu sau chiến tranh Trịnh Nguyễn, chính quyền ở cả hai đảng bắt đầu khủng hoảng. Chính quyền không quan tâm đến đời sống nhân dân, nạn mua quan bán chức, đời sống nhân dân cả hai đảng đều khổ cực. Trước bối cảnh đó, rất nhiều các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, trong đó nổi bật nhất là cuộc đấu tranh của ba anh em họ Nguyễn, hay còn gọi là Tây Sơn Tam Kiệt, bao gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã đứng dậy khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn. Sau thời gian chuẩn bị, đến năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã nhanh chóng triệu tập nhân dân phất cờ khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Lúc này, phong trào do Nguyễn Nhạc chỉ huy chung, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của chúa Nguyễn, ba anh em họ Nguyễn nhanh chóng được nhân dân ủng hộ và tập hợp được một lực lượng đông đảo. Phong trào lấy khẩu hiệu là lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo. Từ căn cứ chính là ấp Tây Sơn, nghĩa quân đã tiến xuống giải phóng các làng xã, các huyện lỵ ở dưới đồng bằng, của cải có bọn quan lại, cường hào, ác bá và lương thực trong kho nhà nước phong kiến đều bị nghĩa quân tịch thu, sau đó mang đi chia cho dân nghèo. Mọi thứ thuế mà chúa Nguyễn đặt ra trước đó được tuyên bố bãi bỏ. Những người bị giam cầm trong nhà ngục được giải phóng. Nhân dân ở tất cả các địa phương đều nhiệt tình tham gia khởi nghĩa, thậm chí có cả các thương nhân, nho sĩ tiến bộ, quan lại thổ hào lớp dưới. Phong trào Tây Sơn phát triển nhanh chóng với khí thế hết sức mạnh mẽ. Vào mùa thu năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn hạ được thành Quy Nhơn. Sau khi hạ được Quy Nhơn, nghĩa quân tiến ra chiếm Quảng Ngãi và giải phóng Phú Yên, Bình Thuận. Trong các năm 1776, 1777, 1778, 1782, 1785, quân Tây Sơn đã tiến công vào Gia Định tất cả 5 lần, và cả 5 lần quân của chúa Nguyễn đều thất bại, lực lượng bị tan rã, phải chạy trốn ra các đảo sống lưu vong bên đất Xiêm. Vậy là chính quyền họ Nguyễn cát cứ trên 200 năm bị lật đổ, giải phóng hầu hết đất đàng trong. Sau khi chúa Nguyễn thất bại, lực lượng tan rã phải lưu vong sang Xiêm, thì Nguyễn Ánh, cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát, đã bàn với vua Xiêm lúc đó là Xiêm La cầu cứu. Nhân cơ hội đó, Xiêm đã cho 5 vạn quân sang xâm lược nước ta.
Nguyễn Nhạc lúc đó giao cho Nguyễn Huệ chỉ huy binh lính kháng chiến chống Xiêm. Quân Xiêm mạnh nhanh chóng vào đến Gia Định. Khi đó, Nguyễn Huệ cùng với nghĩa quân cho bày binh bố trận ở rạch gầm Xoài Mút và xác định đây là trận đánh quyết định. Vào đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 1, đúng theo tính toán của Nguyễn Huệ, quân Xiêm lợi dụng thủy triều xuôi theo dòng sông, tấn công Mỹ Tho với mục đích phá vỡ đội thuyền phòng thủ của Tây Sơn. Theo kế hoạch, nghĩa quân Tây Sơn giả thua rút dần về hướng Mỹ Tho, nhằm nhử đối phương lọt vào trận địa mai phục đoạn rạch gầm Xoài Mút. Quân Xiêm tưởng được đà thắng nên tiến vào trận mai phục bất ngờ. Quân Tây Sơn mai phục đồng loạt cùng tấn công, khóa chặn hai đầu dồn quân Xiêm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Quân Xiêm hoảng loạn, các thuyền bị chìm hoặc cháy. Trận chiến rạch gầm Xoài Mút chỉ diễn ra trong một ngày, mà đã tiêu diệt được khoảng 2 vạn quân Xiêm. Số còn sống cố gắng chạy thoát trở về nước, kháng chiến chống Xiêm giành thắng lợi. Trận đánh ấy, quân Xiêm khiếp sợ quân Tây Sơn. Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm can thiệp xâm lược, từ tháng 6 năm 1786, quân Tây Sơn quyết định chuyển hoạt động theo hướng Bắc. Lúc đó, ở đảng ngoài tình hình đang rối ren, chính quyền Lê Trịnh mục nát. Quân Tây Sơn với hơn 1.000 chiến thuyền đã vượt biển đánh vào Nam Định. Ngay sau khi chiếm được Gia Định, nghĩa quân tiến thẳng về giải phóng Thăng Long vào ngày 21 tháng 7 năm 1786. Chỉ chưa đầy một tháng, quân Tây Sơn đã thực hiện cuộc tiến công vũ bão. Kết quả đã đập tan được lực lượng quân sự của họ Trịnh, lật đổ chính quyền của chúa Trịnh tồn tại gần 300 năm, giải phóng đằng ngoài. Sau khi lật đổ được chúa Trịnh, Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long yết kiến vua Lê Hiền Tông. Đồng thời Nguyễn Huệ cấm quân lính cướp phá của dân. Nguyễn Huệ dâng sổ quân sĩ dân đình để tỏ rõ cái nghĩa tôn phủ nhất thống. Việc làm của Nguyễn Huệ đồng nghĩa là từ đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ. Để đền đáp lại Nguyễn Huệ, vua Lê đã phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công và gả cho Ngọc Hân công chúa. Đến tháng 7 năm 1786, vua Lê Hiền Tông qua đời do tuổi cao, thọ 70 tuổi. Sau khi vua Hiền Tông băng hà, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi lấy niên hiệu là Chiêu Thống. Sau khi hai anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ giao lại quyền binh cho vua Lê, thì quay trở về Nam. Nhưng giữa hai anh em lại xảy ra mâu thuẫn ngày càng lớn. Đã vậy, Nguyễn Ánh lại bắt đầu hoạt động trở lại. Trong khi đó ở phía Bắc, Lê Chiêu Thống là một người không quyết đoán, bất tài, mà triều đình thì lại không có người tài. Mỗi người một ý kiến khác nhau. Lê Chiêu Thống buộc phải lập lại chúa Trịnh và phong cho Trịnh Bồng làm Án Đô Vương. Họ Trịnh lại tính chế áp vua Lê, nên Lê Chiêu Thống cho mời Nguyễn Hữu Trình về giúp vua. Nguyễn Hữu Trình mang quân từ Nghệ An ra đánh bại Trịnh Bồng. Sự nghiệp chính trị của họ Trịnh kết thúc. Từ đây, vua Chiêu Thống đã ban cho Nguyễn Hữu Trình chức đại tư đồ bằng trung công. Vì vậy ông tự quyết đoán mọi việc, có quyền lực trong tay hiện hữu. Trình lại muốn chống lại quân Tây Sơn. Rõ ràng lúc này ở cả phía Nam và phía Bắc đều bất ổn. Nguyễn Huệ đã quyết định giải quyết mặt Bắc trước. Ông đã cử con rể của Nguyễn Nhạc là Vũ Văn Nhậm đem quân ra Bắc để tiêu diệt Nguyễn Hữu Trình. Sau đó Nguyễn Hữu Trình bị bắt và bị giết. Lê Chiêu Thống bỏ kinh đô chạy sang Trung Quốc. Sau khi đánh bại được Nguyễn Hữu Trình thì Vũ Văn Nhậm lại muốn làm phản. Ông tỏ ra chuyên quyền và chống lại Tây Sơn. Nghe tin vậy, Nguyễn Huệ lại cấp tốc kéo quân ra Thăng Long, nửa đêm đến nơi và cho giết Vũ Văn Nhậm. Sau đó, Nguyễn Huệ cho mời các quan nhà Lê vào yết kiến để bàn công chuyện chung. Khi đó, Ngô Thì Nhậm có khuyên ông nên xưng hoàng đế, nhưng vì tình hình chưa thuận lợi nên Nguyễn Huệ chưa lên ngôi. Nguyễn Huệ trở về Phú Xuân Huế và cử Ngô Văn Sở ở lại giữ Bắc Hà. Lúc đó, Lê Chiêu Thống đã cầu cứu nhà Thanh sang giúp đỡ. Tôn Sĩ Nghị dâng biểu tâu với vua Càn Long, xin được đánh An Nam, cụ thể là đánh Tây Sơn. Ngay lập tức nhà Thanh cho 29 vạn quân do Tôn Sĩ Nghị chỉ đạo vượt biên giới vào nước ta với mục đích mượn cớ xâm lược. Lúc này Nguyễn Huệ rơi vào hai thế, Nam tiến hoặc Bắc tiến. Cả hai vùng đều đang cần đến ông. Nguyễn Huệ với sự quân sư của Nguyễn Thiếp nên nhận thấy ở phía Bắc quần thành nguy hiểm hơn nhiều, nên ông cần tiến ra Bắc để chống quân Thanh xâm lược trước. Nguyễn Huệ cũng xác định đây không thể là một cuộc chiến lâu dài, giống như các thời kỳ phong kiến trước, mà phải là một cuộc chiến thần tốc. Năm 1788, sau khi nghe tin quân Thanh vào xâm lược, để có danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ dương vương lấy hiệu là Quang Trung, để lãnh đạo phong trào đấu tranh chống quân xâm lược nhà Thanh. Trong lễ lên ngôi, Nguyễn Huệ đọc bài hịch để chiêu dụ các tướng sĩ.
đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó bánh xe không quay lại, đánh cho nó manh giáp không trở về, đánh cho sự biết nước Nam anh hùng có chủ. Bài hịch đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của binh lính, tạo không khí sôi sục quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân. Trên đường đi, theo lời khuyên của Nguyễn Thiếp, vua Quang Trung cho dừng lại ở Nghệ An. Đất Võ lại có nhiều hảo hán để chiêu mộ quân lính. Sau khi chiêu mộ xong, nghĩa quân lại tiếp tục cấp tốc ra Bắc. Nguyễn Huệ đã quyết định cho quân lính ăn Tết trước và chọn thời gian đánh trận quyết định vào Tết. Do lúc đó địch sẽ mải mê ăn Tết và không đề phòng. Khi đó, vua Quang Trung có hẹn với tất cả các binh sĩ rằng mùng 7 sẽ thắng lợi và vào Thăng Long ăn Tết vui vẻ. Đúng đêm 30 Tết năm 1789, quân ta được lệnh tấn công. Trong Đại Nam Chính Biên liệt truyện có ghi, do đạo quân Tây Sơn hành quân nhanh và các đám quân Do Thám bị bắt, quân thành từ Đồn Hà hồi tới Thăng Long, không biết gì về cử động của quân Tây Sơn. Đến ngày mùng 3, quân Tây Sơn tiến vào cách Thăng Long có 20 km, Quang Trung cho quân vây quanh, sau đó cho Bắc Loa kêu gọi quân Thanh đầu hàng. Quân Thanh bất ngờ không kịp chống cự nên đã ra đầu hàng. Sau 5 ngày tiến đánh thần tốc và giành chiến thắng quyết định ở trận Ngọc Hồi Đống Đa. Với chiến thắng ấy, quân ta đã đánh bại hoàn toàn quân xâm lược nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị phải chui ống đồng trốn về nước. Sầm Nghi Đống thì tuyệt vọng và thắt cổ tự sát. Sau khi đánh bại đội quân Thanh, nghĩa quân tiến vào Thăng Long. Trước khi tiến đánh, Quang Trung đã hẹn với ba quân mùng 7 vào ăn Tết ở Thăng Long. Nhưng chỉ đến mồng 5, quân Tây Sơn đã khải hoàn ở Kinh Thành. Sau khi đánh bại quân Thanh, Quang Trung lập Ngọc Hân công chúa, còn vua Lê Hiển Tông nhà Lê làm Bắc Cung hoàng hậu, lập con của mình là Quang Toàn làm thái tử. Nguyễn Thiếp đã khuyên ông nên rời đô về Nghệ An. Ông đã cho sửa sang đền đài cung điện và sai quân các đạo đào lấy đá ong để xây nội thành, gọi là Phượng Hoàng Trung Đô. Vua Quang Trung thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc. Khi lên ngôi, ông bắt đầu xây dựng đất nước, thay đổi nhiều chính sách một cách tích cực. Quang Trung đã xây dựng lại bộ máy nhà nước ở từng cấp, cho lập lại sổ hộ khẩu, xóa bỏ các thứ thuế vô lý, khuyến khích nhân dân sản xuất. Quang Trung cho tổ chức các kỳ thi để tuyển chọn người tài. Đặc biệt, ông còn đưa chữ Nôm thành văn tự chính thức. Điều này thể hiện tinh thần độc lập cao. Ông cũng cho dịch các tác phẩm chữ Hán sang chữ Nôm. Ông cũng cho thay toàn bộ sách Hán thành sách Nôm. Vào năm 1791 đã cho lập Sùng Chính Viện để dịch kinh sách từ Hán sang Nôm. Quang Trung cũng là vị vua đầu tiên quan tâm đến việc học ở cấp xã. Ông cũng thay đổi cách học của trước đây, lối học thuộc sáo rỗng bằng những kiến thức học đi đôi với hành, nhằm đào tạo những người có năng lực hoạt động thực sự. Quang Trung thực hành chính sách này dựa theo lời khuyên của Nguyễn Thiếp, theo điều học biết mà làm, họa may nhân tài mới có thể thành tựu, nhà nước nhờ đó mà được vững yên. Đây là một chính sách tích cực, nhằm đưa nước ta thoát ly hẳn sự lệ thuộc vào phương Bắc. Dù chính sách này bị những nhà nho phản đối, Quang Trung Nguyễn Huệ cũng là ông vua có chính sách ngoại giao vượt xa. So với tầm nhìn của các vị vua thời phong kiến Việt Nam với Trung Hoa, Quang Trung bình thường hóa quan hệ với nhà Thanh. Vua của nhà Thanh lúc đó là Càn Long, đã cho sứ giả vào tận Phú Xuân để phong vương cho Nguyễn Huệ. Rồi sau đó, Hoàng đế Quang Trung giả đã sang triều kiến và dự lễ mừng thọ 80 tuổi của vua Càn Long nhà Thanh. Việc nhà Thanh công nhận Nguyễn Huệ khiến Lê Chiêu Thống ấm ức đến chết. Năm 1972, Quang Trung đã làm một việc mà không một vị vua phong kiến nào dám thực hiện. Đó là ông đã gửi đến Càn Long bức thư cầu hôn một nàng công chúa Thanh Triều và xin hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Nhưng dữ liệu chưa được thực hiện thì ông đột ngột qua đời. Với Lào và Chân Lạp, ông cũng luôn giữ quan hệ hòa hảo như vậy. Chúng ta cần khẳng định lại rằng Quang Trung người anh hùng áo vải, người đã lật đổ hai tập đoàn phong kiến ở đảng trong và đảng ngoài, người đã làm nên những chiến công rực rỡ trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, chống quân Xiêm và quân Thanh, người xây dựng đất nước và có những chính sách tiến bộ, những tư tưởng vượt thời đại. Sự ra đi của Nguyễn Huệ là mất mát lớn cho Đại Việt khi đó nói chung và cho Vương Triều Tây Sơn nói riêng. Người đời sau luôn gọi ông là anh hùng áo vải. Có nhiều di tích lịch sử thờ vua Quang Trung. Bộ phim giả sử võ thuật đầu tiên của điện ảnh Việt Nam cũng chính là làm về vua Quang Trung. Đó là bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt. Ngày nay có rất nhiều trường học và tên đường phố được đặt theo tên của ông.